ở nhà hàng Hồng Kông và Nga sẽ quay cho các chị coi cái tất cả các hình ảnh xung quanh của nhà hàng này. Đây là một trong những nhà hàng 3 sao ở tại Sài Gòn, gần sân bay Tân Sơn Nhất. Trước mặt các anh chị, đây là bản thực đơn của nhà hàng Hồng Kông. Và xem sơ qua món thực đơn này thì mình thấy, theo nhận định mình thì giá cả nó cũng ok, không đến nỗi. Và nhiều khi mình cũng nghĩ là do mình cứ nghĩ là nơi đây sang trọng nên giá nó mắc. Nhưng thật sự mà nói thì nơi đây nhìn sơ qua bản thực đơn thì mình cũng không thấy nó mắc. Có rất nhiều cái món, và đặc biệt là ở đây là người ta phục vụ gọi món. Và Nga cho các anh chị xem qua nhé. Hai các anh chị, trong lúc mình chờ đối tác của mình đến thì mình cũng muốn giới thiệu sơ cho các anh chị xem những hình ảnh bên trong của nhà hàng Hồng Kông nhé.
nghe bình thường không sao. Chị giới thiệu cho bạn chị Minh đi coi. Thank you.
Hai các anh chị bây giờ thì Nga sẽ gọi món ăn và Nga xem sơ qua cái thực đơn trước khi mà những người bạn của Nga và đối tác của Nga đến. Và Nga sẽ cho các anh chị xem đây là bản thực đơn đây. Và các anh chị nhìn nhìn bản thực đơn sẽ thấy. Các xem giá của combo gia đình đoàn viên ở tòa nhà Hồng Kông. Thì với cái giá này có hai combo. Combo thứ nhất gồm có những món này. Và giá là chỉ có 799, nhưng mà phải cộng 15% phí phục vụ và VAT. Và set này dành cho 4 người, còn viết một cái combo ở dưới giá là 1.199 dành cho 4-6 người. Và còn phải cộng thêm tất nhiên là VAT rồi. Nhưng mà nếu mà đi với 4-6 người thì Nga sẽ chọn combo 2. Thì combo 2 Nga thấy hấp dẫn hơn rất nhiều. À, và ngoài ra thì các anh chị cũng sẽ thấy ở đây một món là combo của vịt quay Bắc Kinh. Và giá của vịt quay Bắc Kinh hiện còn làm được 3 món luôn. Và giá nó đây 3 món già thì cuốn bánh biến à, chiên thịt, chiên cơm hoặc là xào mì, xương thì rang muối hoặc là nấu canh. Viên con thì giá là 550 và nữa con là 275. Và thịt mình sẽ cuốn được con đĩa. Cái này các anh chị có thể là sinh nhật có thể dẫn gia đình đến đây mà thưởng thức cái lẩu hiện bây giờ. Nhưng mà đây mình sẽ ăn bằng lẩu bếp điện từ và sẽ không có khói, hoàn cảnh rất là ok. Thank you.